Tiếp tục những thông tin về COVID-19, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số quốc gia trên thế giới. Và gần đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã thêm biến thể phụ mới XBB.1.16 đang lây lan nhanh của Omicron vào danh sách biến thể mới đáng quan tâm. Biến thể COVID-19 mới XBB.1.16 còn được biết đến với tên gọi là Arcturus, tức tên ngôi sao sáng nhất ở Bắc Bán Cầu. Theo một số báo cáo của các bác sĩ Ấn Độ, biến thể XBB.1.16 này không chỉ gây ra các triệu chứng cơ bản của COVID-19 là sốt và ho, mà còn có thể gây ra các bệnh về mắt như viêm kết mạc, đau mắt đỏ và ngứa mắt. Tốc độ lây nhiễm của XBB.1.16 nhanh gấp 1,17 đến 1,27 lần so với biến thể Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp XBB.1.16 vào nhóm biến thể đáng quan tâm và khả năng cao biến thể này sẽ lan rộng tại Hàn Quốc. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, một biến thể mới xuất hiện thường sẽ có khả năng né tránh miễn dịch cao hơn, nhưng hiện vẫn chưa có báo cáo nào về việc biến thể mới này có mức độ chuyển bệnh nặng hơn các biến thể khác.